Hello, xin chào cả nhà. Sáng nay là ngày 22 tháng 4 năm 2020. Thì mình gửi cái đơn hàng 40 cây bông trang Mỹ Hồng cho cô Liên ở Long An. Những cây Mỹ Hồng này hoàn toàn là một cốt nha các bạn. Bây giờ mình đã đóng bằng đất rồi, và bây giờ bỏ vào thùng. Cái thùng này khá là lớn, để cũng khoảng được 30 cây, thì chắc có lẽ phải thêm một thùng nữa, là 2 thùng. Thì trong cái mùa Covid này thì gửi xe cũng rất là chậm, cho nên bắt buộc phải gửi bưu điện đó các bạn. Tại vì bưu điện thì hoạt động xuyên suốt, còn xe thì nếu như mình muốn gửi xe thì mình gửi, nhưng mà người ta cũng dồn hàng á, 2-3 ngày để dồn nhiều, bắt đầu xe mới chạy. Gửi cây đi, tại vì xe khách mà, bình thường chạy xe khách thì để hàng ở dưới hầm ở dưới. Bây giờ hạn chế xe khách cho nên chở hàng thì các xe khách phải dồn 2-3 ngày mới có một chuyến hàng, thành ra bắt buộc mình phải gửi bưu điện. Chứ cái kiện hàng này 40 cây Mỹ Hồng một cốt này khá là nặng, cho nên cũng phí cũng cao. Đây các bạn xem, cái bông này nở xòe to tròn, cái màu tươi lắm các bạn. Tại lên camera của mình không biết làm sao, màu nó ngã hơi hơi lợt hồng xíu, chứ màu tươi lắm. Mỹ Hồng, hồng hồng này hồng tươi. À, hồng nó tươi gì nè các bạn ơi, tại vì cái bông này nó gần tàn rồi, thành ra hơi lợt. Rồi mình để xuống đây. Anh này bông to tròn rất là say sưa. Cái này nhỏ gọn nữa. Cái này dẹp dẹp cái nhỏ gọn gọn. Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay ngày 22 tháng 4 năm 2020, mình tiếp tục gửi cái đơn hàng cho anh Thắng ở Hà Nam. Cái đơn hàng của anh là gồm 2 cây trang vàng, 2 cây trang hồng, 1 cây trắng, tổng cộng là 5 cây. Thì tất cả mình đã ship vào thùng hết rồi các bạn. Thì đây cái thùng còn khoảng trống, thì mình có để chim mấy cái khoảng trống cho cây đừng có lắc qua lắc lại. Đây là Mỹ Hồng, bây giờ mình sẽ đóng cái thùng này lại để đơn vào và đóng lại. Rồi, mình cảm ơn các bạn đã xem cái video ngắn. Mình gửi 5 cái cây này cho anh Thắng ở Quảng Nam. Ủa, ở Hà Nam chứ. Mình kết thúc video ở đây. Chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn sức khỏe nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye. Cô Liên này tới 40 cây, cho nên
Mình phải để thêm thùng thứ hai đây các bạn. Còn một cây là hết rồi. Rồi, mình kết thúc video ở đây. Kính chúc các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.